Thưa quý vị và các bạn, với 128 km chiều dài bờ biển cùng với hệ đầm phá rộng lớn, Thừa Thiên Huế có tiềm năng du lịch biển, đầm phá hiếm nơi nào có được. Nơi đây có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng như Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh, Cảnh Dương, Từ Hiền, Lăng Cô. Các bãi tắm này kết nối với vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai, rộng hơn 22.000 hecta diện tích mặt nước, lớn nhất Đông Nam Á, trở thành một điểm đến hấp dẫn với các trải nghiệm phong phú. Ghi nhận của chương trình tại huyện Phú Vang, một trong những địa phương có thế mạnh về du lịch biển đầm phá. Là một địa điểm quen thuộc, thu hút một lượng lớn du khách trong mỗi dịp hè. Vị trí và hệ thống giao thông thuận lợi với những con đường lớn dẫn về biển đã khiến cho Thuận An trở thành lựa chọn của nhiều du khách cũng như người dân địa phương. Đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua. Điều này cho thấy địa phương đã có sự đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường cũng như đảm bảo an ninh an toàn nhằm tạo sự yên tâm cho du khách khi đến tắm biển và thưởng thức các loại hải sản ở nơi đây. Năm ngày lễ vừa qua, lượng khách đến với biển Hoàng An thì khoảng 150.000 người trong 5 ngày, tức là gần 30.000 người một lượt một ngày. Thì đó là nhờ sự thì, trước tiên thì cũng được sự quan tâm của bác Phương là cũng đã quản triệt. Thứ nhất là có các lô quầy buôn bán kinh doanh, quầy quan trọng là niêm yết giá, cũng như là chuẩn bị cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cho nó bảo làm sao cho du khách đến nghỉ ngơi và tắm biển. Và cái quan trọng nữa là nhất là công tác cứu hộ trên địa bàn phường rất là quan tâm về vấn đề này, đảm bảo làm sao du khách khi đến nghỉ mặc và tắm biển đảm bảo an toàn trong thời gian đến. Còn về liên quan về an ninh trật tự đảm bảo thì phường Thuận An về dân số rất là lớn và lượng du khách về tắm biển hàng năm thì rất là cao. Trên địa bàn phường có hai đơn vị biên phòng đóng trên địa bàn cùng phối hợp với công an phường. Ủy ban phường đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp bảo vệ trong thời gian vừa qua, nhất là các ngày lễ lớn, tình hình an ninh trật tự cũng đảm bảo an toàn trên địa bàn phường. Bên cạnh Thuận An, Phú Thuận cũng là địa điểm được yêu thích nhờ bãi biển sạch đẹp và an toàn. Ngoài ra, Phú Thuận còn có nhiều khu du lịch được đầu tư đáp ứng nhu cầu của các phân khúc cao cấp hơn. Villa Louis Huế Beach and Spa là một ví dụ thành công ở Phú Thuận nhờ tận dụng lợi thế sẵn có nơi đây. Giao thông thuận lợi, bãi tắm sạch, đẹp và an toàn. Mỗi năm, khu du lịch này thu hút hàng nghìn du khách đến nghỉ dưỡng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Phú Thuận đang tích cực kêu gọi đầu tư các dự án nghỉ dưỡng để khai thác lợi thế bờ biển và hệ đầm phá phong phú sản vật. Cùng với bãi tắm Phú Thuận ngày càng được du khách biết đến, việc phát triển hệ thống lưu trú hoàn thiện sẽ làm tăng giá trị của ngành dịch vụ du lịch ở xã này, vốn chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Có thể nói, những năm trở lại đây, du lịch biển liên tục có những bước phát triển mạnh nhờ vào định hướng chiến lược đúng đắn của nhiều địa phương. Xem đây là cơ cấu kinh tế chủ yếu, là dịch vụ làm ngành mũi nhọn. Bên cạnh du lịch biển, du lịch đầm phá cũng đã bắt đầu có sự phát triển đáng kể. Đầu tư vào khai thác dịch vụ đầm phá đã có những khởi sắc rõ nét. Nổi bật là cả khu dịch vụ ẩm thực ở Đầm Chuồng thuộc xã Phú An. Với lợi thế, nằm ngay trên hệ đầm phá rộng lớn, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc riêng có, dịch vụ ẩm thực ở khu vực này luôn thu hút đông đảo du khách thập phương. Thêm vào đó, với sự đa dạng, phong phú các loài thủy hải sản tươi ngon cùng các món đặc sản độc đáo, Đầm Chuồng đang ngày càng trở nên thu hút khách, chứng minh định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương trong việc phát triển dịch vụ trên nền tảng thế mạnh của huyện nhà. Dịch vụ du lịch biển và du lịch sinh thái trên đầm phá phát triển cả về quy mô và hình thức đã thu hút khách ngày càng nhiều, góp phần tăng doanh thu ngành du lịch trên 30%. Đảng bộ chính quyền xã Phú An cũng đã tập trung các cái nguồn lực giải pháp để kích cầu thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch tại Đầm Chuồng, nhất là các cái sản phẩm mà hiện có tại địa phương, đó là những cái đặc sản như là bánh xèo cá kinh, rồi bánh đặc Đầm Chuồng, rồi các những sản phẩm đặc sản nổi tiếng khác của địa phương. Trong thời gian tới thì địa phương chú trọng, thứ nhất là đang cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Huế xây dựng cái đề án quản lý du lịch tại Đầm Chuồng để đi vào quy mô quy chuẩn, trong đó là khai thác các cái tiềm năng lợi thế vốn có tại thế mạnh của địa phương, đó là cái diện tích mặt nước hết sức rộng. Hơn nữa là cái lợi thế của địa phương đó là cái con người của Phú An luôn cần cù chịu khó sáng tạo và hết sức thân thiện, đó cũng là một trong những cái lợi thế thế mạnh trong việc phát triển dịch vụ du lịch tại địa phương. Cùng với Đầm Chuồng, hệ thống đầm phá ở huyện Quảng Điền
cùng phát triển nhiều dịch vụ du lịch hấp dẫn. Các doanh nghiệp du lịch đã đầu tư hiệu quả vào hệ thống nhà hàng cũng như các hoạt động trải nghiệm khác nhau trên Đầm Phá, mang lại nhiều nét mới cho loại hình du lịch này. Du lịch biển Đầm Phá đang vào mùa cao điểm nhất. Với sự đầu tư có trọng điểm, công tác an ninh, an toàn và vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu lớn từ mảng du lịch hấp dẫn này, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn thú vị cho du lịch Huế bên cạnh mảng văn hóa, di sản. Cùng với du lịch biển Đầm Phá, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với suối thác đều thu hút một lượng lớn du khách đến trải nghiệm. Tại huyện Phú Lộc, nơi có rất nhiều điểm du lịch suối thác, đã có nhiều sự thay đổi khi chính quyền địa phương chú trọng hơn đến việc đầu tư vào mảng du lịch sinh thái trên địa bàn. Huyện Phú Lộc, một trong những địa phương có tiềm năng lớn về loại hình du lịch suối thác. Vị trí địa lý đặc thù của vùng đất này đã hình thành nên những địa danh du lịch suối thác nổi tiếng được du khách lựa chọn mỗi khi vào hè. Bên cơ sở chúng tôi thì có các cái thay đổi về mảng decor hàng năm để phục vụ tạo cảm giác mới mẻ cho khách hàng, cho khách du lịch. Và bên cạnh đó thì cũng có các cái dịch vụ phục vụ ăn uống tại chỗ, các cái trang thiết bị về ví như wifi cho khách hàng tiện sử dụng. Bên cạnh việc tạo những cảnh quan thân thiện với môi trường, gần gũi với khách hàng, thì chúng tôi cũng rất chú trọng vào công tác là an toàn cho khách hàng khi tới tại khu du lịch chúng tôi, nhất là đặc biệt về khâu mà cứu hộ cứu nạn. Không khí và cảnh quan ở đây rất đẹp, mang lại cảm giác như ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc cũng có dãy núi với nhiều suối thác như ở Bạch Mã Thừa Thiên Huế, và điều đó tạo nên sự thân thuộc, cảm giác như chúng tôi đang ở nhà. Về cảm nhận của bên mình khi mà đến với cái cơ sở khu lịch vườn quốc gia Bạch Mã này thì mình thấy là cái không cảnh là rất là tự nhiên ha, mát mẻ, và không cái nhất là cái cây xanh, cái mật độ phủ cây xanh rất là nhiều. Việc tận dụng các dòng suối thác tự nhiên để phát triển du lịch đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều du khách cả trong và ngoài tỉnh. Không chỉ làm thay đổi nhận thức của người dân bản địa về cách thức làm du lịch, mà còn phát huy lợi thế được thiên nhiên ưu ái để tạo nên điểm đến hấp dẫn vào dịp hè. Để định hướng phát triển du lịch suối thác, các cấp chính quyền đã ra soát quy hoạch, tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các quy định cần thiết trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Để công tác hoạt động du lịch của địa phương có những ngày càng phát triển, thì hàng năm Ủy ban xã cũng đã có những văn bản ban hành những quyết định kế hoạch để triển khai về công tác du lịch. Hàng năm đầu năm thì Ủy ban xã cũng tổ chức họp mời các chủ cơ sở kinh doanh đó ra để quán triệt các nội dung về đặc biệt chú trọng về công tác cứu hộ cứu nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thời gian qua, nhiều địa phương có hệ thống thác, suối đẹp đã có nhiều động thái tích cực nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với suối thác, như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch về đặc điểm của ngành nghề du lịch, những lợi ích từ hoạt động du lịch mang lại, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức phát triển du lịch, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời tạo điều kiện để thu hút đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh thiên nhiên này. Tuy trời thời tiết nắng nóng, nhưng du khách vẫn quan tâm đến nhiều hoạt động trải nghiệm tại Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các điểm đến gắn với sông hồ suối thác hay Đầm Phá. Năm nay thì nhiều doanh nghiệp cũng như nhiều nhóm cộng đồng cũng đã biết cách kết nối, hợp tác với nhau để tạo thành những cái chuỗi dịch vụ sản phẩm từ tham quan, vận chuyển, kể đến ẩm thực hoặc là trải nghiệm. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với suối thác là hướng đi cần thiết nhằm tận dụng tiềm năng thế mạnh vùng miền trong phát triển du lịch, mang lại lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho cư dân bản địa, đồng thời giúp bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế hiện nay, mang tính bền vững cho việc khai thác sâu tiềm năng lợi thế của địa phương. Chủ đề ống kính du lịch tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.